Sáng nay, xã Khánh Thiện tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Đến dự có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Khánh, đại biểu Mẹ Việt Nam Anh Hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tộc, xã Khánh Thiện đã có hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ tham gia và phục vụ chiến đấu trên các mặt trận. Thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, công tác người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được Đảng bộ, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh liệt sĩ, người có công được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ, huy động nguồn lực để xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ được quan tâm. Đã hỗ trợ xây sửa 10 ngôi nhà cho người có công với số tiền trên 300 triệu đồng, tặng quà nhân ngày lễ Tết cho 2.500 đối tượng với trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến nay, xã đã cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Đến nay, các hộ gia đình chính sách đều có mức sống từ khá trở lên. Trong dịp này, 10 cá nhân tiêu biểu đã được Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thiện tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2022.